lại muốn vui. Đeo vô lại đi. Lúc đó là mình biết Đức là tiền bối nhưng mà tụi mình chưa bao giờ nói chuyện nhau bao giờ hết. Xong rồi bước vô thì thấy tiền bối là phải chào chứ, thì gật đầu chào xong rồi lát nữa lên thắp hương, đang thắp hương cắm cây hương lên chỉ thấy một cái ánh nhìn đó tự nhiên thấy rồi đó. Mình quay lại thì thấy người đàn ông mình ruột đứng đó. Ôi em ơi, em đang kiểu như rất là tâm linh, cảm giác cái gì đằng sau rồi sao? Thì như anh dẫn giờ, cái gì đằng sau? Em quay lại cái em thấy anh, em lại chào anh lần nữa. Em không hiểu đâu, cái kiểu là anh ở đằng sau em nhưng mà anh rất là cố tình để cho em sẽ lắng nghe được em có cái gì đó đằng sau. Vậy hả? Sao mỗi lần em nói chuyện với bạn bè của em cái này cũng thấy anh ở đó hết trơn. Em ơi, cái lần đầu tiên gặp em anh không có dám tiếp cận liền, nhưng mà em phải biết là anh luôn luôn đặt sự chú ý. Tại sao rất là nhiều chỗ, rất là nhiều nơi cũng đi mà cứ đi qua đi lại trước mặt em hoài, rồi anh cứ phải giỡn nói chuyện với người này người kia trước mặt em mà nói thật là lớn. Là để trên chú ý anh. Chứ còn gì nữa. Đúng là ngày hôm đó mình có chú ý ảnh. Chứ lúc về là mình quên luôn, không nhớ gì hết trơn. Không cần phải hỏi nữa, anh trả lời luôn. Đương nhiên là anh Trần. Trả lời đúng rồi, đúng không? Chứ em mà nhà vô, em kiểu như em sống sổ, tỏ tập với anh thì chưa chắc anh ra chuyện. Ôi trời. Thôi cho anh tự tin, sợ sợ cho anh. Đúng, cái này em không có dành đâu, để tôi trả lời. Em thấy cực lượng không có, cơ hội để đi quá vậy. Chị thịt mực kìa. Tin tưởng nhau hả? Kiểu cũng không có cái cơ hội gì để ghen hả? Ừ. Kiểu như lâu lâu kiểu ghen là kiếm chuyện để ghen chơi á. Hay suy nghĩ rồi là nọ kia là không bao giờ có chuyện là kiểu như hỏi là sau này lỡ nhưng mà có chuyện gì này chuyện kia thì anh sẽ như thế nào rồi đó. Tự tạo tình huống để ghen nhưng mà không có tình huống nào để ghen được. Thì lúc đó là những cái cách trả lời của cả hai đứa nó cũng sẽ rất là cơ bản như những cái cặp khác á. Mỗi lần bị chất vấn như vậy cho nên không có cơ hội gì để ghen đâu. Đúng rồi. Em thích anh Đức là bởi vì sự tử tế của anh. Mình cảm giác là anh luôn quan tâm với tất cả mọi người xung quanh. Và cái sự bao dung của anh rất là lớn. Và mình ấn tượng với cái điều đó. Mình rất là thích anh tử tế với tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng mình. Và tất nhiên anh Đức thuyết phục mình từ cái sự tử tế đó. Cái năng lực tích cực ở trong Quỳnh Anh nó rất là lớn, rất là vô dụng điều đó. Nó lay qua, lay qua Đức luôn, làm cho Đức cảm thấy vui hơn yêu đời nữa đấy. Có một cái điều mà rất là cảm động, còn không hẳn là cảm động mà mình rất trân trọng cái điều đó. Đó là anh Đức dù đi ra ngoài, đi làm, đi công việc gì, anh sẽ luôn hỏi cho mình trước khi anh về nhà là em có đói không. Đó là cái điều mình cảm thấy rất là trân trọng. Đi đâu cũng nghĩ rằng là mình sẽ như thế nào, nên là cái việc mà anh luôn hỏi rằng là em có đói không là cái điều mình cảm thấy rất là trân trọng, cái điều đó gọi là cảm động nữa. Rất là cảm động nữa. Những cái lúc mà Đức bệnh phải nằm bệnh viện, nói là Quỳnh Anh ở nhà không cần vào nữa, nhưng mà không biết sao đêm đêm vào gần sáng lại lò mò vào. Mà mặc dù lúc đó mình đang rất là giận, rất là bực, nói là tại sao anh đã dặn em ở nhà rồi mà em còn vào làm cái gì. Cái ý của Đức là muốn là Quỳnh Anh phải ở nhà nghỉ ngơi để lát nữa khi mà cần á thì hẳn vào. Nhưng mà lúc đó biết được cái tâm trạng là ở nhà Quỳnh Anh cũng không có thể nào mà ngủ được, không ngủ ngon được, rồi mới sáng sớm mở mắt dậy là thấy cô ấy đã nhìn vô bệnh viện rồi. Em muốn nói chứ với anh nói chứ.
em nhiều tính xấu lắm á, em nhiều tính xấu lắm, là anh Đức chấp nhận em rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là cái việc em không biết nấu ăn chẳng hạn, hoặc là em khá là hậu đậu nè, đôi lúc cũng dở dở ưu cương thiệt, hơi nhõng nhẽo, hơi trẻ con một xíu, bởi vì thứ nhất là ảnh hơn mình định tận 12 tuổi. Đừng khác, đừng nhấn mạnh những vấn đề đó. Ý là ý muốn nói là anh luôn chững chạc hơn em và anh luôn nhìn xa trong rộng hơn em, thì có những cái mà mình chưa có nhìn thấy được thì anh cũng phải, anh rất là kiên nhẫn với Quỳnh Anh để mà chấp nhận bản thân mình, nên là mình rất là trân trọng cái điều đó. Hay cằn nhằn vấn đề đó, nhiều khi cứ nói đi nói lại hoài đó, vậy thôi. Nhưng mà thực sự ra anh Đức cũng có nói với Quỳnh Anh là khi mà kêu bớt cằn nhằn trong này mình không có gì để nói chuyện đâu, cằn nhằn nhưng mà kiểu vui vui đúng không, cằn nhằn để chọc em vậy thôi chứ đâu phải là anh chọc thì thích điên thôi, xong anh kêu vui mà. Thì đó là cái sở thích của anh chọc em tức thì anh mới vui vậy thôi. Cái này cho em chia sẻ thiệt. Quyên là trước khi mà là Quyên Đức thì em nghĩ nó sẽ rất là khác nhau. Em nghĩ rằng là việc mình ở với một người đến tận cuối đời nó rất là khó. Với em nghĩ như vậy, lúc đó cái tâm thái của em là thôi bây giờ là như ba một người trẻ khác tới đâu hay tới đó. Nhưng mà khi mà em gặp anh Đức cho em nhiều thứ hứa về gia đình rất là nhiều. Anh sẽ không phải là một người gôn tặng hoa hay là tất cả những cái gì đều gì đó lãng mạn quá như là phim ảnh, nhưng mà cái mà anh Đức mang lại cho em là cái cảm giác gia đình. Anh luôn thấu hiểu mình, anh luôn chăm lo cho mình, và dù có vấn đề gì đi nữa thì tụi em vẫn luôn cố gắng để hiểu nhau, chứ không trách móc nhau, không công kích nhau, cố gắng xây dựng một cái mối quan hệ tốt đẹp nhất với nhau. Và một cái điều mà Đức nói với Quỳnh Anh để mà có quyết định tiến tới hôn nhân đó là anh muốn hai đứa mình sau này sẽ giống như ba mẹ của tụi mình. Cái điều đó là em rất là phải cưới người đàn ông này cưới. Tại vì ba mẹ của em và ba mẹ anh Đức cũng là một cái gia đình rất là tốt, và em rất là ủng hộ tình yêu của mẹ em cũng như là tình yêu của mẹ của anh Đức. Hồi lúc mà mới yêu nhau đó, mình có nói với anh Đức cái câu như vậy: em sẽ không làm cho anh yêu em đắm say, nhưng em sẽ làm cho anh yêu cuộc đời đắm say. Yêu chưa? Yêu chưa yêu đời chứ. Bởi vì con nghĩ là khi mà người đàn ông người ta yêu cuộc đời này á, thì người ta sẽ không ngại thể hiện tình yêu đó đối với người phụ nữ của mình. Cái tim dưới nha.